Vào một ngày nọ, khi Nick đang đi chơi, cậu ấy vừa đi vừa nhảy múa theo điệu nhạc phát ra từ chiếc tai nghe mới sắm. Lúc này Misty cũng đi đến, cô ấy vừa đi vừa ngắm mình trong gương không chú ý đến. Và thế là cả hai người đụng trúng vào nhau. Ôi da, ơi, hay da, đau quá, ai đụng trúng mình vậy? À, Misty. Nick, cậu định làm gì tôi? Misty, bà không có mắt à, sao đâm vào cháu? Cho tôi xin lỗi nha. Mặc dù Misty đã xin lỗi nhưng Nick đeo tai nghe không nghe thấy. Thế là cậu ấy cứ thế lao vào đánh Misty. Ha, à, Nick, cậu thật quá đáng. Ha ha ha, cái đồ yếu ớt. Đúng là không biết điều. Tức giận và muốn trả thù Nick, Misty đã ngay lập tức biến thành Hurt để có thể dạy cho Nick một bài học nhớ đời. Tôi sẽ cho cậu một bài học. Ôi, đáng sợ quá. Đừng làm hại cháu. Đừng nhiều lời nữa. Đau quá. Sao bà ấy đánh đau vậy? Hả? Khủng long bạo chúa của mình. Khủng long bạo chúa của Nick sau đó liền biến thành khổng lồ. Nó sẽ trả thù Misty cho Nick sao? Wow, thật tuyệt vời. Xông lên. Nghe theo lệnh của Nick, khủng long bạo chúa lao về phía Misty. Nó lấy cái đuôi to khỏe quật một cái khiến cho bà ấy đập mặt vào tường. Không chịu tha, khủng long bạo chúa tiếp tục nhào đến hất văng Misty. Ôi, đau đầu quá. Lòng căm giận của Misty căng trào, bà ấy nắm chặt tay biến thành She-Hulk. Sức mạnh của Misty giờ đã được tăng lên gấp bội. Misty nhảy đến trước mặt khủng long, đấm lê lệ khiến cho khủng long rơi vào thế yếu bị đánh bật. Wow, cú đấm thật là tuyệt vời, đẹp quá. Hey, để xem ai mới là người mạnh. Misty dùng hết sức mình nâng khủng long lên cao như nâng tạ, rồi ném nó thẳng xuống đất kế bên. Ôi không, khủng long của tôi. Khủng long của tôi. Sự ra đi của khủng long khiến cho Nick vô cùng đau thương và tức giận. Misty cũng biến giảm sức mạnh đi một nửa, rồi tiến lại đến chỗ của Nick. Cậu ấy cũng thấy vậy thì càng tức giận, hét thật lớn rồi chuẩn bị tư thế như thể sắp đánh một trận lớn. Nhưng rồi, bất ngờ, Nick lại quỳ gục trước mặt Misty. Hả? Cậu đang định làm gì vậy? Misty, cháu xin lỗi bà nhiều lắm. Thế nhưng lời xin lỗi muộn màng cũng không thể nào lọt vào tai Misty. Bà ấy giơ nắm đấm lên, chuẩn bị dạy dỗ cho Nick một bài học. Ngay lúc này, Tani và Neighbor kịp thời chạy đến. Misty, dừng tay lại. No. Bắt được rồi. Hả? Neighbor. Nick. Tình yêu của tôi là anh đây, đừng làm hại đến thằng bé. Ai, anh bên nó sao? Cháu thành thật xin lỗi Misty nhiều lắm. Được rồi, hai người hãy bắt tay nhau làm hòa đi. Misty, hãy làm hòa với cậu ấy. Tôi hù cậu một xíu thôi. Thế mà cũng tưởng là thật. Tôi tha lỗi cho cậu, không có gì đâu. Nào, bắt tay cái nào. Bye bye, chúng cháu đi đây ạ. À, chúng ta cũng đi thôi nào anh yêu. Vào một ngày nghỉ của mùa hè, mọi người rủ nhau cùng chơi đá bóng. Không ai đá được bóng vào khung thành của tớ đâu. Tani, chuẩn bị đỡ bóng nè. He he he, phải qua được ta trước đã. Hả? Bóng đâu rồi? Đứng lại. Oh my gosh, Misty chơi anh Giang, thả cháu ra. Ây da. Hả? Wow. Ôi trời ơi. Wow. Xem đây. Hả? Ôi không, bóng của chúng ta. Cậu bắt bóng kiểu gì vậy Avatar? Mau đi lấy bóng về đây. Thật không may, quả bóng đã lăn vào trong ngôi nhà hoang, nơi mà có một con khủng long bạo chúa hung dữ. Một mình tớ phải đi vào đây sao? Không ai đi cùng mà. Ôi mẹ ơi, trùm này đáng sợ quá. Không biết quả bóng lăn vào chỗ nào. Rộng quá thì bao giờ mới thấy. Đáng sợ quá. Mẹ ơi. Avatar, cậu làm gì lâu thế? Ôi trời ơi, giật hết cả mình. Avatar, bên kia kìa. Ôi không, quả bóng đang nằm cạnh chỗ khủng long bạo chúa.
Avatar rón rén thật nhẹ nhàng tiến gần đến chỗ của khủng long bạo chúa. Hey, đi theo ta nào mấy đứa. Nhẹ chân thôi, đừng phát ra tiếng động. Oh no. Hả? Ôi, ôi mẹ ơi, suýt nữa thì... Cũng hay, tiếng động nhỏ ấy không làm cho khủng long thức giấc. Avatar lại tiếp tục nhẹ nhàng đến gần chỗ khủng long bạo chúa. Cậu ấy đếm thở còn không dám thở mạnh. Cuối cùng thì cũng thành công lấy lại được quả bóng đá. Yeah! Ngay lúc đấy, khủng long bạo chúa cũng đã tỉnh giấc. Mọi người, ta lấy được bóng rồi. Wow, yeah, cậu thật là giỏi. Nhưng mà anh chạy nhanh lên. Ôi mẹ ơi, đáng sợ quá. Trời đất ơi, thứ gì vậy? Chạy nhanh lên, nhanh, không còn thời gian suy nghĩ đâu. Khủng long bạo chúa bị quấy rầy giấc ngủ vô cùng tức giận. Nó đuổi theo khiến ai cũng phải sợ hãi. À, đợi tôi với. Chạy nhanh lên, nó sắp đuổi kịp rồi. Nhưng không chạy được bao xa, khủng long đã nhảy lên chặn đường, dùng cái đuôi to đùng quật ngã họ. Nó gầm thật lớn. Tani vớ được cây gậy gần đó, đánh thật mạnh vào đầu, khiến khủng long đầu điếng. Nhưng cơ hội này, Neighbor đứng dậy, dùng khả năng võ thuật của mình đá cho khủng long ngã xuống đất. Ôi mẹ ơi, nó nhức nhức cái đầu. Hả? Con khủng long đó đang lại gần. Cẩn thận đó Avatar. Khủng long đáng sợ quá. Hey, không được làm hại đến Avatar. Misty lấy thân mình để chắn khủng long cho Avatar. Ngay khi con quái thú chạy đến, bà ấy liền dùng tuyệt chiêu của mình, khiến cho khủng long hít phải khí độc mà choáng váng đầu óc ngớt xỉu. Yeah, wow, Misty giỏi quá. Chúng ta thắng rồi. Đá bóng tới đây nhanh nào. Misty, ta bắt hết. Khẩn trương lên nào, ta đã sẵn sàng rồi. Ngay lúc Misty đã hoàn toàn sẵn sàng và ngã người để bắt bóng thì Nick lại đánh ngừa cô ấy mà không hề đá bóng đi. Ây da, chơi gì kỳ vậy, sao không đá bóng đi? Không dễ dàng như Misty nghĩ đâu. Chơi vậy chơi một mình đi. This is my chance. Cơ hội của mình rồi. Đúng rồi sao? Gì vậy, tôi đã sẵn sàng đâu chứ. Leo leo leo, ai biết gì đâu, miễn sao thắng chứ. Lần này nhất định ta sẽ thắng. Misty cực kỳ quyết tâm cho cú đá lần này. Cô ấy lùi về thật xa để lấy đà. Không có gì phải lo lắng, mình đã có vũ khí bí mật đây rồi. Để xem ai sẽ là người thắng cuộc. Sẵn sàng nhận mệnh lệnh thưa cậu chủ. Chơi gì kỳ vậy, chơi vậy ai chơi. Leo leo leo. Robot cao lớn đi rung cả đất, khiến cho Misty cũng rén ngang nuốt nước bọt cố gắng cam chịu. Đã đi nào, nhanh lên Misty, tôi sẵn sàng rồi đây. Được rồi, tôi đá ngay đây. Đặt quả bóng xuống mà tay Misty vẫn run cầm cập. Trong khi đó robot thì thảnh thơi nằm nghỉ ngơi, mà trái bóng Misty đá đến cũng không chạm đến khung thành. Ôi không, cô đã thất bại rồi. Lêu lêu, làm sao mà qua nổi robot của tôi chứ. Đúng là quá đáng, không thể chịu được. Mình đã có cách rồi, xem đây. Làm gì mà ngon ăn như thế hả Misty? Ôi, không thể nào. Đau quá. Lại một lần nữa nào, Misty. Lần này ta sẽ nhất định không thua đâu. Nick lúc này lại định bày trò gì để chơi khăm Misty đây? Cậu ấy định làm gì vậy nhỉ? Pha này lại có trò hay để xem rồi. Nick dùng bút vẽ những cục đá tròn nhìn y như một quả bóng đá thật vậy. Yeah, thật là tuyệt vời. Hey, Misty, bắt lấy quả bóng này đi nè. Robot cầm quả bóng giả ném thật cao đến chỗ Misty. Bị mắc phải bẫy, cô ấy hí hửng nhảy lên cao lấy đầu đánh bóng. Kết quả là nằm ngớt luôn tại chỗ. Hả? Oh no. Yeah, làm tốt lắm robot. Misty, Misty, anh đến rồi đây. Em sao vậy? Mau tỉnh lại đi, tỉnh lại. Neighbor dùng hết sức của mình để lay cho Misty tỉnh dậy. Mất một hồi lâu thì Misty mới tỉnh táo trở lại. Misty thật là đồ ngốc. Cái thằng nhóc đáng ghét này. Neighbor quyết tâm dạy cho Nick một bài học. Anh ấy vẫn khí công để tăng cường sức mạnh cơ thể. Misty, Neighbor, có giỏi thì đến đây nào. Đã đến đây đi, tôi chấp hết. Xem đây.
Sao cú đá này khủng khiếp vậy? Đến mức té nữa luôn kìa. Không ổn rồi. Có chuyện gì vậy cậu chủ? Cú đá của Neighbor mạnh đến mức làm cho Nick và robot của cậu ấy bay ra xa. Chúng ta thắng rồi. Yeah yeah yeah. Làm tốt lắm Neighbor, tôi tự hào về ông. Mình thua rồi. Chạy nhanh lên Nick, không là tôi đời đấy. Nhanh lên, chúng ta phải tìm chỗ trốn. Các người định chạy đi đâu? Không thoát nổi ta đâu. Oh my god, hắn đuổi đến nơi rồi. Cứu chúng tôi với, cứu với. Có ai không? Cứu. Đừng đuổi theo nữa mà. Ôi không, đường cùng rồi. Phải làm sao bây giờ? Đứng lại. Trèo lên đi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu. Chạy nhanh. Mấy đứa, mau trùm lên đâu. Ủa, mới đó mà chúng đã chạy đâu rồi? Lạ quá. Chả nhẽ chúng biết tàng hình sao? Lạ thật đấy. Không nhìn thấy dấu vết của ai hết, Lu bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Hắn đi lại gần bức tường tìm kiếm xung quanh một cách kỹ lưỡng. Bức mình thật đấy, lại không bắt được chúng rồi. Chán quá. Hắn đi rồi. May quá, cũng may là tên này ngốc. Yeah, đi thôi mọi người. Lừa được Lu, ba người rất vui vẻ cùng nhau đi dạo cười nói thật lớn. Âm ỉ quá, là ai phá giấc ngủ của ta? Oh no, lại một tên quái vật nữa. Các người là ai? Hắn đáng sợ quá, chạy nhanh lên. Hai đứa đứng lại. Đừng phát ra tiếng động, hắn không nhìn thấy đâu. Là một con quái vật mù. Wow, hóa ra là vậy sao? Biết được sự thật, ba người im thiên thiết, không ai dám phát ra tiếng động, đứng nấp vào một góc. Green vì không nghe thấy gì nên không thể biết họ đang ở đâu. Hắn lần mò mãi mà không thấy ai nên vô cùng tức giận. Lúc này bỗng dưng bụng Misty kêu lên. Ôi, đau bụng quá. Kìa Misty. Misty, nói nhỏ thôi. Ta đau bụng quá, chịu hết nổi rồi. Thì ra các người ở đó. Tiêu rồi, bị hắn phát hiện rồi. Nhưng do không nhìn thấy đường, Green đã đụng phải bức tường rồi tự làm ngã mình. Misty, bà có sao không? Ta không sao cả, yên tâm đi. Nhìn hắn ngốc nghếch chưa kìa, đi thôi. Nhanh lên nào, đi theo ta. Nhanh lên mấy đứa ơi. Cái gì vậy? Là tên Blue, sao hắn ở đây? Bất ngờ lắm đúng không? Các người toi rồi. Ôi không, chạy đi. Bên này cũng có một tên. Bị hai con quái vật chặn ở hai đầu, ba người bắt đầu hoang mang. Chúng cùng lúc lao về tấn công họ. Đừng có đánh ta. Tani sợ hãi ngã xuống đất và mê sảng. Cô ấy nhớ đến cảnh mình bị một phụ nữ già bắt và ép uống một loại thuốc kỳ lạ, rồi tiêm cho Tani một liều thuốc mụ ta mới phát minh. Ngay sau đó, người Tani phát sáng, cô ấy liền biến thân thành lon lét. Lon lét. Lon lét giơ tay đấm mạnh một phát khiến cho tên Blue bay dính tường ngất xỉu tại trận. Tặng thêm cho Green Mù một cú xoay chong chóng rồi hất văng hắn đi. Cho ngươi đi tàu lượn miễn phí đây. Hay da. Blue vừa đứng dậy, Lon lét đã lao đến tiếp tục đánh cho hắn một trận rồi đá bay hắn ra tận ngoài vũ trụ. Đau đầu quá. Vì mặc cảm với hình dáng của mình, Tani đã định trốn đi. Tani, ở lại với tớ đi mà. Đừng đi. Tớ xin lỗi nhiều lắm. Nếng à, tạm biệt mọi người. Không, Tani, đừng mà. Quay lại đây đi mà, Tani. Đừng đi mà, Tani. Mẹ mau tỉnh dậy đi. Mẹ ơi, đừng bỏ con mà. Mẹ mau dậy đi. Nín đi con, ngoan nào. Mẹ. Thật không may, mẹ cậu bé đã qua đời. Ngày hôm đó, Nick dẫn con trai đến thăm mộ mẹ và cầm hai bông hoa hồng đến tặng mẹ. Hương thơm của hoa tỏa ra thơm ngát khắp nơi. Không lâu sau đó, Nick đã yêu một cô gái khác.
Hôm đó khi hai người đang đi dạo thì bị cậu bé nhìn thấy. Hello, cậu bé baby. Đã cảm thấy rất buồn và tủi thân. Chào con, thằng bé thật là đáng yêu. Cậu bé nhìn thấy vậy bỗng nhớ lại những ngày tháng vui vẻ bên mẹ. Hai mẹ con cùng chơi đùa. Mẹ rất yêu thương cậu bé. Nghĩ đến đó, cậu bật khóc nức nở. Early the next morning. Vào một ngày, khi mọi người đang ăn cơm, cô bạn gái của Nick ân cần gấp thức ăn cho cậu bé. Mau ăn đi con, ăn nhiều cho nhanh lớn nha. Đúng là một cậu bé ngoan và hiểu chuyện. Con trai ngoan lắm. Bye bye bố. Bố đi cẩn thận nhé, mau về sớm với con nha bố. Bye bye anh yêu. Nhưng ngay sau khi Nick rời đi, thái độ của người phụ nữ thay đổi hẳn. Cô ta trở nên xấu xa và quát mắng cậu bé, thậm chí còn bóc lột sức lao động của cậu bé nữa. Mau quét dọn nhà cho ta, mau lên. Quét cho sạch vào đó. Bẩn là ta sẽ cho ăn đòn. Nhanh lên. Dạ. Mau rửa bát đũa đi, rửa cho cẩn thận vào đấy. Mày mà làm vỡ cái nào thì cứ liệu. Nhớ chưa hả thằng nhãi con? Nhưng tất cả những hành vi của mụ đàn bà xấu xa đó đã bị bác này vợ nhìn thấy. Khi Nick ở nhà thì mụ ta luôn tỏ ra là một người phụ nữ hiền hậu chăm lo cho cậu bé. Bố ơi, ở nhà với con đi mà. Bye bye con trai, bố đi làm nhé. Và đến khi Nick đi khỏi thì mụ ta lại như một bà phù thủy. Tại sao lại làm sai hết vậy? Cho con xin lỗi mà. Con không cố ý đâu mà. Đừng đánh con mà. Con xin lỗi. Ta phải cho ngươi một trận hình thân mới được. Cho mày biết thế nào là lễ độ. Mau đứng lại đó, không được chạy. Cũng may cậu bé gặp được bác neighbor. Bác đã chặn mụ ta lại. Mau dừng lại ngay. Nhưng mụ ta lại lao vào tấn công bác neighbor và hên hoang rời đi. Trong lúc mụ ta đang ngủ, cậu bé đã lẻn ra gặp bác neighbor. Bác neighbor! Đang ở đây, chào mau chạy qua đây nhanh lên nào. Bác ấy đã đưa cho cậu bé một món quà để tặng bà mẹ kế xấu xa kia. Đó là cái gì vậy bác? Cháu hãy mang món quà này và tặng cho mẹ kế của mình nhé. Mụ ta sẽ phải bất ngờ đấy. Dạ vâng ạ. Khi nhận được quà, mụ ta rất vui sướng. Đến khi mở ra lại là một con rắn. Mụ ta giật bắn người và hét lên. À, cái thứ kinh tởm gì đây? Thằng nhóc đáng ghét, mày dám đùa tao hả? Xem tao xử lý mày đây. Đứng lại, không được chạy. Trong lúc bà mẹ kế đang rượt đuổi cậu bé, bác neighbor đã chụp lại ảnh và quay lại video về hành vi của mụ. Tao mệt lắm rồi, mày đứng lại chưa hả? Con ngoan, mau lại đây, bóp chân cho ta. Khẩn trương lên. Mụ ta bắt cậu bé bóp chân cho mụ. Miếng gà ở trên bàn khiến cậu bé phát thèm. Cậu đã định lén ăn, nhưng bị phát hiện. Gà ngon quá, mình ăn vụng một miếng chắc không sao. À, đau tay quá. Mẹ cho con ăn một miếng thôi mà. Ai cho mày ăn hả? Đó là miếng gà của tao. Mau biến ra ngoài đi, đừng quay về nữa nghe chưa. Đúng lúc đó, Nick quay trở về. Bác neighbor đã chạy ra và đưa hết bằng chứng về sự xấu xa của mụ đàn bà cho Nick xem. Này Nick, tôi có cái này cho cậu xem nè. Cậu mau xem đi và xử lý mụ vợ xấu xa của cậu đi kìa. Đây là chuyện gì hả? Thật là bực mình. Trời, cái gì vậy trời? Điện thoại của tôi mà. Tôi không thể đánh phụ nữ. Em xin lỗi anh yêu à, anh tha lỗi cho em đi. Cô bảo biến đi cho khuất mắt tôi. Em biết lỗi rồi mà, đừng đuổi em đi. Sau đó Nick đã gọi công an đến và đưa cô gái độc ác đó đi. Cô ta đã phải chịu sự trừng phạt cho những hành động của mình.
Bố xin lỗi con trai, tha lỗi cho bố nhé. Dạ vâng ạ. Nick đang tán tỉnh Danny dưới gốc cây. Danny bất cỡ e lệ. Hai người bốn mắt nhìn nhau cười ngẩn cười ngơ. Ở phía xa xa, có một con hất ghi đang núp lụm. Không biết là nó đang có ý định gì đây. Hai người vẫn vô tư bên nhau, mà không biết là hất ghi đang từ từ tiến lại. Nick một tay Danny, trong khi hất ghi đang âm thầm đi tới. Hả? Danny liền lập tức báo động cho Nick. Nick quay lại phát hiện ra con hất ghi liền té luôn xuống đất. Dù rất sợ hãi, Nick vẫn quyết định phải bảo vệ Danny. Nhưng con hất ghi xua tay. Nick và Danny đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên hất ghi lấy ra một cái bánh kem. Hả? Cho hai người nè. Nick và Danny mừng rỡ nhận lấy. Tiếng cảm ơn nha. Và rồi cả ba tạm biệt nhau. Hai người cùng nhau ăn cái bánh ngon ngọt của hất ghi trong sự sung sướng. Nhưng mà không làm gì tự nhiên có ăn. Liệu có đúng lưu sẽ chăng? Có cái gì đó sẽ sai ở đây thì phải. Hả? Hả? Tony bỗng cảm thấy bụng đau dữ dội. Và sau đó thì tới lượt Nick. Nick đau quá nên ngã lăn ra đất. Còn Tony thì ngất xỉu. Xung quanh hai người xuất hiện vần ánh sáng xanh. Còn hết ghi lúc này mới chạy lại, trói hai người vào hai cây cột. Và cơ thể họ bắt đầu biến hình thành zombie. Tani tay cầm gậy bóng chày, nhé răng gầm gừ. Còn Nick thì cầm súng cũng đang cười một cách ghê rợn. Cả hai đã biến thành tay sai của con hết kỳ mất rồi. Thấy chiếc xe, Tani liền phun gậy đập phá nó tan tành. Còn Nick thì cũng không vừa, giờ súng bắn ra mấy chiếc hỏa tiễn, làm nổ tung cả một tòa nhà. Bà Scary và búp bê chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy tin tức zombie đang tấn công thành phố. Quá hoảng sợ nên hai người quyết định phải bỏ chạy thật xa mới được. Bà Scary gói ghém đồ đạc vào vali, rồi bà đứng quan sát, ngó qua ngó lại xem đã an toàn chưa. Bất ngờ hai người va phải nhau rồi cùng kéo nhau bỏ chạy. Họ bỏ chạy ra khỏi một khu đất trống, không một bóng người. Bà Scary ra hiệu tiếp tục di chuyển. Nhưng mà chẳng lẽ con đường bỏ trốn dễ dàng vậy sao? Hả? Nhìn qua góc 45 độ, zombie Nick đang nhè nanh hù dọa họ. Nick bất ngờ nhảy xuống, tay thì cầm súng, lớn về phía hai người, trông thật đáng sợ. Hả? Từ phía sau, Tony cũng đang tiến về phía hai người. Hai người họ đã bị bao vây từ hai phía. Búp bê sợ quá hét toáng lên. Chúng là ngàn cân treo sợi tóc. Sợ quá đi. Tình tiết gì thế này? Tani tiếp tục phun gậy xuống. Bà Scary kịp đỡ lấy. Búp bê đá cho Tani té luôn. Hai người thấy vậy liền bỏ chạy. Nick và Tani lết lết đuổi theo. Hai người vừa chạy vừa mong có ai đó sẽ đến cứu giúp họ. Nhưng vì chạy nhanh quá nên búp bê đã bị té. Bà Scary tuy rất sợ nhưng vẫn cố gắng ở lại để giúp đỡ búp bê. Cuối cùng thì hai người cũng không chạy nổi nữa nên đã bị tóm gọn. Họ chống cự quyết liệt trước hai hàm răng sắc nhọn. Bà Scary đành tự cứu lấy mình. Bên này búp bê cũng tự thân vận động. Ngay với bà hả? Đôi bên lao vào chặt cầu quyết liệt, hai chọi hai. Quả là một trận chiến cân tài cân sức đây mà. Con hết ghi từ đâu bỗng xuất hiện. Nó làm cho bà Scary và búp bê hết hồn. Nó dùng tay xô ngã hai người. Misty! Bà Scary giơ ra hai chai dung dịch màu xanh, lết tới đưa cho búp bê. Bà quyết định dùng hết sức còn lại của mình lao về phía con hết ghi. Bà Scary định đấm nó, liền bị nó chặn lại. Nó phản công và bà ngã xuống. Bà Scary lại chạy lại. Nó tung ra liên hoàn đấm tấn công bà Scary liên tục. Và đòn knock out cuối cùng là bà đằng xuất ra khỏi vũ trụ luôn. Búp bê len lén ra phía sau con hất ghi.
Đưa hai ca dung dịch cho Nick và Danny. Hai người họ cầm lấy và bắt đầu uống. Không biết trong dung dịch này có chứa chất gì đây ta. Còn hết ghi quay lại nhìn thấy cảnh đó. Nhưng mà họ đã kịp uống hết chai dung dịch. Nó giờ cánh tay khổng lồ bắt lấy búp bê. Bên này, Nick và Tani bắt đầu dần trở lại thành người. Hai người họ dường như chẳng nhớ gì hết. Hả? Hả? Búp bê đang tuyệt vọng cầu cứu. Và thật bất ngờ, họ đã biến thành siêu nhân và ngư nhện. Không chần chừ gì nữa, ngư nhện Tani phóng tờ giải cứu búp bê. Tani dùng hết sức để kéo. Cuối cùng thì búp bê cũng đã được giải thoát. Bên này, nếu siêu nhân cũng lao tới hết kia. Nick khiêu khích còn hết kỳ chiến đấu. Hết kỳ chuẩn bị đấu thì Nick phóng tia laser từ mắt làm bị thương tay của hết kỳ. Hết kỳ đau đớn nhưng không hề gục ngã mà càng liên tiếp chạy lại tấn công Nick. Nó vùng tay đánh Nick nhưng mà đâu có dễ. Nick là siêu nhân mà nên đã giật đứt luôn cái tay của nó rồi ném đi. Lần này thật sự nó đã gục ngã. Nick nhấc tảng đá lên, ném vào nó bẹp chí. Mọi người vui mừng vì cuối cùng đã tiêu diệt được hết chi. Vào một ngày đẹp trời, nắng chiếu nhẹ nhẹ, gió thổi hiu hiu, Nick đang vui đùa một mình ngoài công viên. Lúc này, hai tên Joker và Queen liền xuất hiện, chụp bao tải vào đầu cậu bé rồi xoay vòng vòng liên tục khiến cho Nick chóng mặt. Ha ha ha, chóng mặt chưa nhóc con. Ôi, sao trên đầu mình nhiều sao thế nhỉ? Đã tối rồi à. Ha ha, ngất ngưỡng thế đủ rồi nhóc. Tỉnh đi. Ách, đau quá. Ôi da. Ha ha ha, đúng là một nhỏi con. Đau quá. Hả, các người là ai? Nick, hãy mau đưa hết tiền của mày ra đây. Không, không, tôi làm gì có tiền chứ. Hey, mau đưa tiền ra đây. Đưa cái ba lô này cho tao. Đừng mà, đừng. Đưa đây, chắc chắn trong này có tiền. Đừng mà, tôi nói là không có mà. Đổ hết ra đi, có gì giá trị lấy hết. Có vài mẫu bánh mì, lấy tạm ăn đi. Không, đó là đồ ăn của tôi, trả đây. Good job, mày có tin là tao bắn không? Oh my god, cắn có súng, chạy lẹ thôi. Đứng lại đó, chạy đi đâu. Bắn nó đi, bắn cho tao. Ôi, ôi, đừng bắn nữa mà. Sao số mình khổ thế không biết. Hả? Đó là thứ gì thế nhỉ? Nick tò mò chạy lại, nhặt Rainbow nhỏ lên, phủi sạch bụi bẩn rồi vui vẻ cầm trên tay, coi cậu ấy như bạn mà đi dạo cùng Rainbow nhỏ. Đi chơi cùng mình nhé Rainbow, từ giờ chúng mình là bạn nha. Nhưng tất cả đã bị đám Joker nhìn thấy, chúng lại một lần nữa cướp đồ từ tay Nick. Hả? Rainbow của mình đâu rồi? Ha ha ha, nó trên tay tao đây này. Ha ha ha, có ngon qua đây mà lấy. Mau trả Rainbow lại cho tôi. Trả cho tôi. He he he, có ngon qua đây mà lấy. Ha, chơi có vẻ vui đó. La 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 la. Ha ha. Hả, vui vậy? Cho tao mượn chơi miếng coi. La 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 la. Hả, vui quá nè. Ha ha ha. Hey, tao giờ vừa đã mà. Mau đưa đây cho tao. Không đưa. Joker và Queen tranh nhau Rainbow, kéo cậu ấy trên tay như muốn rách ra mà bọn họ vẫn không chịu dừng lại. Kết quả là Rainbow bị rách ra làm hai mảnh. Ây da, hả? Sao mà rách mất tiêu rồi? Hơi, tại mày đó. Hơi. Hả? Rainbow, tôi không. Đồ chơi của tôi. Hơi, tất cả do mày đó. Vất đi, chả có gì thú vị cả. Đi thôi. Rainbow, phải làm sao đây? Ôi trời ơi. Nick đau đớn ngồi sụp xuống đất khóc nức nở. Những giọt nước mắt xót thương đã tạo ra một điều thần kỳ. Hai mảnh Rainbow sáng lên, hòa cùng tiếng thét xé trời. Rainbow và Nick hòa làm một, biến thành Rainbow khổng lồ. Mấy tên người xấu vẫn bước đi ngang ngang mà không biết mình sắp phải trả giá. Hả? Động đất à? Không phải, một con quái vật. Mày đứng đó mà nhìn à, nhanh lên, tấn công nó đi.
Mặc cho súng đạn bắn đến, Rainbow khổng lồ vẫn không bị làm sao. Cậu ấy lao đến chỗ Rocker và Win, đá văng lên tay sai. Thôi, xông lên đi. Mặc cho chúng có tấn công thế nào đi chăng nữa, Rainbow vẫn không bị ảnh hưởng gì cả. Cậu ấy vung nhẹ nắm đấm của mình đã khiến cho Queen gãy mũi. Hey, tao bắn mày, bắn mày. Rainbow cũng lôi ra một khẩu súng liên thanh bắn cho tên Rocker gục xuống đất, rồi không quên đập cho chúng bẹp dí như bánh tráng, sau đó còn nhân từ tiễn chúng xuống thẳng lòng đất. Mệt quá. Rainbow. Mình buồn quá, Rainbow. Misty và Neighbor đang hẹn hò cùng với nhau ở ngoài công viên. Trông họ thật là tình cảm. Nắm tay em nè. Nhìn hai người này thật ngứa mắt. Tôi có làm gì đâu. Ôi da, đau quá đi à. Nắm tay em đây nè. Cảm giác thật là thích. Lại đây cho anh thơm một cái nào. Em ngại lắm. Má em nè. Anh thơm đi. Thật là thích quá đi. Anh ấy thật là đẹp trai mà. Lại đây anh thơm cái nào em yêu. Ơi, cô là ai vậy? Là em đây mà. Anh kỳ thật đó nha. Ôi, tôi đâu có quen cô. Cô đi ra đi. Anh đứng lại đó, không được chạy. Anh chạy đi đâu hả anh yêu? Hôm nay mình hái được thật nhiều hồng. Hả? Misty đang làm gì vậy kìa? Ôi, thật là quá đáng mà. Cho làm vậy với mình chứ. Misty, 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 cô bị làm sao vậy? Tani ơi. Longlegs đã phá đám tình cảm của tôi và Neighbor. Cô ta đã cướp mất ông ấy từ tay tôi rồi. Là Longlegs, thật là quá quá. Không thể tha thứ cho cô ta được. Đi theo tôi, chúng ta đi tìm Longlegs. 1 hour later. Làm ơn bỏ tôi ra đi mà. Tránh ra đi, đừng cuốn lấy tôi nữa. Amil à, em thích anh thật mà. Ôi da. Hả? Là Misty và Tani. Đưa đây, để tôi ném cô ta. Ném đi. Ơi, đừng ném về phía tôi mà. Anh yêu, chơi cho em với. Đôi mèo má gà đồng này, tôi ném hai người. Đúng đó, ném họ đi. Tất cả quả hồng đều bắn thẳng vào mặt Neighbor, khiến ông ấy đứng ngờ ngác. Hai người mau đứng lại đi. Mụ già đáng ghét này. Ôi da, cái mũi của tôi. Cô thật là quá đáng mà. Sau đó Tani hét thật lớn, cô ấy liền biến thành Iron Man. Ta sẽ cho cô biết tại. Xem tia laser của ta đây. Dừng lại đi. Hả? Tani dùng hết sức mình phóng tia laser về phía Longlegs. Ây da. Ôi da. Dám gọi người đến đánh ta hả? Ta sẽ cho hai người biết thế nào là lễ độ. Không được phép động vào Misty của ta. Neighbor lắc người, xung quanh ông tỏa ra làn khói màu xanh. Wow, Neighbor đã biến thành người nhện. Dừng tay lại ngay. Hey. Ôi cha mẹ ơi, cứu con. Neighbor tung Longlegs lên trời rồi quay vòng vòng cho cô ta chóng mặt. Sau đó quăng một cái khiến cô ta đập thẳng vào xe tải. Không dừng ở đó, Neighbor tiếp tục kéo cô ta lại gần, tiếp tục đánh cho cô ta một trận ngơn hơn. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Ha ha, đáng lắm. Neighbor, đỡ cháu dậy đi. Ra chỗ khác chơi. Bà có sao không Misty? Tôi không sao đâu, ông tuyệt lắm đó. Ha ha ha, bà quá khen rồi. Còn ghét chưa kìa. Một âm thanh cực kỳ vui nhộn đang được ban nhạc biểu diễn. Cùng nhảy theo nào, đúng là một âm thanh tuyệt vời. Bỗng dưng có một tiếng nhạc thật kinh khủng phát ra, làm gián đoạn điệu nhạc vui nhộn. Nó từ đâu ra vậy? Thật là khủng khiếp. Ghê quá, nhức đầu quá mất thôi. Thật là chóng mặt với âm thanh này. Who made this? Thì ra, thứ âm thanh kinh khủng đó từ chỗ này mà ra. Nhưng thật đáng sợ, đó chính là một con quái vật âm nhạc.
nó đang tiến dần đến phía mọi người. Misty! Misty và Nick sợ hãi đã bỏ chạy mất tiêu. Còn lại chú cảnh sát và kết cục là bị quái vật âm nhạc nuốt chửng vào bụng. Nick và Misty đang theo dõi con quái vật để tìm cơ hội cứu chú cảnh sát. Quái vật âm nhạc đi từng bước trên đường, nhưng không phát hiện ra mình đang bị theo dõi. Đi thôi. Dạ. Cẩn thận, coi chừng nó phát hiện. A few moments later. Rất nhiều người đã bị con quái vật âm nhạc xấu xa này bắt và nhốt lại trong một chiếc lồng. Có một người xanh lá đầu to, một tên xanh lam gầy nhom, và có cả chú cảnh sát nữa. Nghe và nhảy theo điệu nhạc của ta mau lên. Đó quả là một điệu nhạc lôi cuốn đúng không? Nhảy đi, không được phép dừng lại. Nhảy, nhảy đi. Tăng 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 tăng. Nhảy, nhảy mau đi. Tôi mệt mỏi quá. Ôi không, tôi không thể tiếp tục nghe điệu nhạc kinh khủng này. Mau thả tôi ra. Người nghĩ dễ dàng thế sao? Xem đây. Người không nghe lời sẽ có kết cục như vậy. Không, ôi không, 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 không. Sau đó, tên quái vật âm nhạc lại tiếp tục tra tấn mọi người bằng thứ âm nhạc khủng khiếp của hắn. Âm nhạc điều khiển mọi người phải nhảy theo đến phát mệt cũng không thể ngừng lại. Nhưng rồi, hắn đã rời đi và đây là cơ hội để Misty và Nick đến cứu người. Mệt quá. Không thể nhảy nổi nữa rồi. Đi thôi, Nick, cơ hội của chúng ta đến rồi. Dạ, đi chậm thôi nhé, kẻo tên quái vật sẽ phát hiện ra chúng ta mất. Xem đây, mở ra. Được rồi, chú cảnh sát, bạn có sao không? Mau đi thôi nào. Let's go. Đi thật nhẹ nhàng thôi nhé. Cẩn thận. Cẩn thận thôi. Các ngươi định chạy đi đâu vậy hả? Xem ta đây. Đúng lúc đó, Nick đã phát hiện ra điểm yếu của tên quái vật. Đó chính là những chiếc răng của hắn. Nick nhanh trí ném chiếc búa trong tay mình vào hàm răng của tên quái vật âm nhạc, làm răng của hắn rụng ra. Xong thế nào, cho hắn biết tay thôi. Người đáng đời nè, đồ xấu xa. Màu biến đi, đồ xấu xa. Nhưng sau một hồi vật lộn với tên quái vật âm nhạc vào sát đá, mọi người đã dần đuối sức. Misty và chú cảnh sát bị nó tiến đến gần muốn làm hại. Huggy. Cũng may Nick đã nhanh nhẹn nhặt đó ở gần đó và ném thẳng vào đầu tên quái vật làm nó lảo đảo. Nhưng điều đó cũng đã chọc giận tên quái vật. Hả? Hắn lại tiếp tục phát ra thứ âm thanh kinh khủng đó. Không được, nó đeo tai nghe vào. Wow, không còn nghe thấy thứ âm thanh đáng sợ kia nữa. Mình không còn nghe thấy âm thanh kinh khủng kia nữa rồi. Leo leo leo, xem ta nè. Leo 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 leo, leo 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 leo.
Sau đó người xanh lam dậy nằm đã nhảy lên người tên quái vật âm nhạc và rút tai nghe của hắn ra. Còn Nick thì vác chiếc loa to đến gần chỗ hắn để phát ra thứ âm thanh kinh khủng đó đánh bại hắn. Khiến hắn bị nổ ngay tại chỗ. Và một ngày đẹp trời khi mọi người đang cùng nhau chơi bịt mắt bắt dê ở ngoài công viên. Mãi không bắt được ai vậy? Leo leo leo, đố Misty bắt được chúng cháu đấy. Từ trên trời bỗng có những vật thể lạ rơi xuống. Misty, cẩn thận đó. Misty, cẩn thận. Ôi mẹ ơi, gì thế này? Đáng sợ quá. Những mảnh thiên thạch rơi xuống trái đất khiến bốn người sợ hãi chạy tán loạn. Chạy thôi, nhanh lên mọi người ơi. Trong lúc chạy thục mạng để thoát thân, Nick không may vấp ngã. Đúng lúc đó một mảnh thiên thạch cũng đang rơi xuống đúng chỗ đó. Ôi không, Nick, cẩn thận. Mẹ ơi, sao đáng sợ quá. Cứu mạng với. Tình huống nguy cấp, Tani đã thò cánh tay dài của mình ra chắn giúp cho Nick. Hóa ra cô ấy là Pink. May quá, mình không bị sao cả. Tí thì tưởng không ăn được cơm mẹ nấu nữa chứ. Cô ta chính là Pink Rainbow. Thế mà dám lừa dối chúng ta. Quá tức giận vì bị lừa dối, Misty và người bán kem liền biến thành siêu anh hùng người nhện và Captain để dạy cho cô ấy một bài học. Thì ra bấy lâu nay người đã lừa dối chúng tôi, hãy xem đây. Xông lên nào, cho cô ta một bài học. Ôi, may quá. Lại gì nữa vậy? Hai người định làm gì cháu vậy? Không kịp để Tani giải thích, hai người đã lao vào đánh cô ấy tơi bời. Hai người đang làm cái quái gì vậy? Ouch, Nick, sao cậu lại đánh chúng tôi? Ôi không, Tani, tỉnh lại đi. Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Nick, cô ta là đồ giả mạo đó, đừng lại gần cô ta. Tani, hai người còn già mồm à. Nick ngay lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho cảnh sát để cầu cứu sự giúp đỡ. Hai tên kia, giơ tay lên đầu ngay. Các người đã bị bắt vì hành vi đánh người. Ôi không, không phải chúng tôi không có tội. Thả chúng tôi ra đi mà, hãy nghe chúng tôi giải thích đi mà. Đừng có nói nhiều nữa, đi nhanh cái chân lên. Pink, ta không tha cho cô dễ thế đâu. Sao mà làm lại tôi cơ chứ? Mình đã có cách. Misty cướp lấy khiên của Captain, ném về phía người Nick. Nick, cẩn thận đó. Ôi mẹ ơi, Misty bị điên rồi. Để cứu Nick, Tani đã hiện nguyên hình là Pink Rainbow rồi lao đến đỡ đòn giúp cho cậu ấy. Đau quá. Chuyện gì vậy? Ôi không, không phải là Tani sao? Misty dám làm hại đến Nick sao? Đáng ghét. Cô ta là Pink, không phải Tani. Nick ơi, cút đi, ta không quen ai như vậy cả. Cảnh sát khủng long thấy thế thì cũng ngay lập tức xả súng về phía Pink mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Misty cũng không chịu đứng yên, bà ấy phá bỏ dây trói và cởi giúp cho cả Captain. Sau đó hai người nhanh như tên lửa lao đến tấn công Pink Rainbow. Misty lộn 10 vòng điêu luyện, bắn tơ nhện ra trói chặt lấy Pink, còn Captain thì dùng chiêu khiên chi thuật mà phóng đến. Bị tấn công dồn dập và liên tục từ nhiều phía khiến cho Pink vô cùng phẫn nộ, tức giận. Cô ấy vung tay một cái, lớp trói đều biến mất. Pink vươn đôi tay dài của mình ra, đấm thẳng vào người Captain, khiến cho ông ấy đập người vào một cái cây. Cô ấy tiếp tục vươn hai tay ra cướp lấy súng liên thanh từ tay cảnh sát khủng long trong sự ngơ ngác của anh ta, rồi không thương tiếc đấm bay răng cảnh sát khủng long. Xem nè, tạm biệt. Đến lượt Misty, Pink túm lấy bà ấy, nhấc bổng lên trời rồi đập mạnh xuống đất. Ôi mẹ ơi, chóng mặt quá. Để xem các người còn nhiều chuyện được nữa không. Ta sẽ xử lý từng người một, hãy chờ đấy. Này, Pink, dừng lại đi. Là Nick sao? Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tớ. Nick ơi, không thể ưa nổi mà. Cút đi, ai muốn chơi với ngươi? Kìa, Nick. Cút đi, tôi không có người bạn nào như cậu. Đồ nói dối. Tớ thực sự rất muốn chơi cùng cậu,
Nick à. Trong khi Pin đang đau khổ vì Nick không muốn chơi với mình, thì Misty đã bê một quả tên lửa vừa to vừa nặng đến. Bà ấy dùng hết sức mình để khiêng nó, rồi ngắm thật chuẩn, ném về phía của Pin. Pin hả? Chưa hết đâu. Hãy xem đây, cho chưa cái tội lừa dối chúng tôi nè. Hả? Ôi không, Nick, Nick, mau tránh ra đi. Oh my god. Pin đã chắn quả tên lửa đó để giúp Nick không bị thương, nhưng cô ấy thì lại không qua khỏi mà ngã quỵ xuống. Ôi không, Pin, Pin ơi, Pin, cậu tỉnh lại đi, mình sẽ chơi với cậu mà. Thôi đừng khóc nữa mà Nick, nín đi. Nhầm nhầm nhầm, sao thế? Có chuyện gì vậy? Có gì đó rất kỳ lạ thì phải. Hả? Là ai đó? Là ai hả? Ngon quá. Gì sao số 1? He he, mình phải đánh lén cậu ta mới được. Là ai đã gây ra chuyện này? Thật là đáng ghét mà. Không thể tha thứ được. Ai đã nghịch tôi? Mau ra đây. Hả? Đâu rồi? Đau mông quá. Buồn cười quá đi thôi. Thì ra là Mommy Long Legs. Cậu thật là quá đáng mà. Leo leo cần lâu mới bắt được tôi. Thật là đáng ghét. Baby vô cùng căm ghét vì Mommy Long Legs dám chơi thăm mình. Cậu bé đã ấm thầm điều chế một loại thuốc và đổ vào chiếc bánh kem. Mình sẽ đánh lừa để Mommy Long Legs lấy cắp nó. What? Wow, nhanh quá vậy. Leo leo, tôi ở đây này. Cậu sẽ phải trả giá. Bánh kem ngon thật đấy. Cảm ơn nhé. Thật dễ mắc lừa. Quá cái chuyện gì vậy? Mommy Long Legs, hãy xem đây. Ôi không, sao mình chậm chạp vậy nè? Tác dụng của thuốc đã khiến Mommy Long Legs chậm chạp. Cô ấy đã bị Baby đấm cho một trận te tua. Chưa xong đâu, còn nữa nè. Không, tha cho tôi đi mà. He he he, có chuyện hay đây. Nhớ mặt tôi đó, lần sau đừng có trách. He he, thằng nhóc đi rồi, mau. He he, mau đem Mommy Long Legs đi thôi. Đi. Ha ha ha. Hả? Có chuyện gì vậy? Hey, các người đang làm gì đó? Là Misty. Misty vén váy, xoay một vòng liền biến thành người sói. Cô ấy xông về phía Queen Shocker để cứu Mommy Long Legs. Hai tên xấu xa này không được chạy. Ôi da, tiếng hụt. Hụt nè. Hãy xem đây. Joker lấy ra từ túi một cái bấm móng tay siêu to, sau đó liền tỉa hết bộ móng sắc lẹm của Misty. Móng của tôi đâu hết rồi? Móng của tôi. Người sói với chúng ta à? Tức giận, Misty xông lên đánh Joker, nhưng móng vuốt đã bị cắt hết. Bây giờ đòn của Misty chỉ như gãi ngứa cho hắn. Sau đó Joker liền tung cước đấm bay Misty. Ôi không, đừng bắn vào mông tôi. Thật buồn cười. Baby, mau cứu với. Misty đã kể hết sự tình từ đầu đến cuối cho Baby nghe. Móng đâu hết rồi? Chúng thật quá đáng. Tức giận, Baby liền biến thân thành người xanh khó chịu từ Misty và Joker. Chúng sẽ biết thầy với con. Đi thôi, mau đi tìm chúng. Lúc này Queen và Joker vẫn mãi mê chơi bài mà không biết hết Baby đang đi tìm mình để tính sổ. Joker, Harley Quinn, nó dám xông vào lãnh địa của chúng ta kìa. Xông lên cho nó biết tay đi. Hay giờ tuổi gì rồi đánh ta. Đòn của Queen đều bị hết Baby dễ dàng đỡ được. Cô ta bị cậu bé hất văng ra xa. Thật đáng ghét. Chỉ là như mũi đốt. Xem ta xử lý người đây. Hất Baby xông lên, đấm liên tục vào bụng Joker. Sau đó cậu bé xông vào, tẩn cho hai tên người xấu một trận nên thần.
định đấu với ta. Còn Lon thì nhanh lắm. Tôi thề đi tiến đến chiếc lồng giam giữ Mommy Longlegs, giải cứu thành công Mommy Longlegs. Tôi xin lỗi vì đã phá đám cậu. Từ sau tôi không thấy nữa đâu. Được thôi, mình tha lỗi cho cậu. Vậy thì chắc sao làm hòa nha. Ok, mau đi thôi nào. Mau đi đây, của tôi mà. Đưa đây mau lên. Chồng này không có gì để ăn hết. Bực thật đấy. Chồng này có không vậy? Là một miếng pizza. Hả? La la la, có cái gì đâu chứ. Wow, làm sao mà giấu được chứ. Sau đó ba người lao vào giành giật nhau miếng pizza. Họ giành nhau đến nỗi miếng pizza bay thẳng ra ngoài được. Đúng lúc đó xe ô tô của Misty đi tới, nghiến thẳng vào miếng bánh, khiến miếng bánh nát và bẩn hết. Oh my god, pizza của tôi. Pizza thơm ngon, thật bực mình. Điều cho Misty. Mau cầm lấy đi con trai. Yeah, thật là nhiều đồ ăn ngon quá. Wow, baby, mau đi thôi. Wow, thật là nhiều đồ ăn ngon. Đói quá đi mất thôi. Hả? Monster à, mau sống lên thôi. Ba tên xấu đi theo mẹ con Misty và Ginger họ để cướp đồ ăn. Ngon quá. Hay da, mau sống lên. Các người đến làm gì vậy? Misty à, mau đưa hết tiền của bà cho chúng tôi đi. Mau lên. Không, không được. Bắn chúng đi. Chúng bắt đầu lao vào tấn công Misty và cậu bé. Misty hết dùng ghế, rồi lại dùng đến bàn để chặn lại những đợt súng nã đến. Lửa giận trong cơ thể Misty đùng đùng nổi lên. Bà bắt đầu hét lớn và biến thành người xanh khổng lồ hết. Hả? Cái quái gì vậy trời ơi? Sau đó Misty đã lao vào đánh cho ba tên xấu sau một trận như đòn khiến bọn chúng không kịp trở tay. Hoan hô, Mommy thật là tuyệt vời. Hoan hô, yeah. Mệt quá. Mommy, Mommy thật là tuyệt vời. Yeah. Chúng ta đi thôi nào con trai. Bà tên xấu bị đánh cho vậy vẫn không chịu cam tâm. Chúng đã vô cùng tức giận. Chúng bàn nhau để cùng nghĩ ra cách trả thù Misty. Cô gái cũng đã nghĩ ra cách dùng Mỹ Nam kế để đánh lừa Misty và nhân cơ hội đánh lén bà ấy. Hả? Tao thấy kế đó cũng khá ổn đó. Nhưng ai sẽ là người thực hiện chứ? Cứ để đó cho tao. Cô gái và chàng trai bắt đầu nghĩ đến cảnh người xanh biến thành hot boy đến cưa cẩm Misty và cả hai cười chế nhạo người xanh ảo tưởng. Hey, chúng mày không được cười, bực mình thật mà. Tao thấy mày rất phù hợp đó. Không, tao không làm đâu. À, tha cho tao đi mà, bỏ tao ra. Vèo cái, chàng trai đã biến thành một hot boy cool ngầu. Vẻ đẹp trai hào nhoáng khiến cô gái và người xanh phải bất ngờ và vô cùng đắc ý. Wow, tuyệt vời. Chồng mày thật là bánh cày đó, không nhận ra luôn. Misty đang trên đường đi chợ thì bị tên người xanh bắn một loại thuốc lạ vào người khiến bà hoa mắt chóng mặt. Ây da. Ôi. Đúng theo kế hoạch, chàng trai đi đến. Wow. Xin chào em, cô gái nhỏ nhắn là trai đẹp. Yeah, bà ta trúng kế rồi. Anh yêu à, mau đi về nhà với em. Lúc này cậu bé vẫn vui vẻ chơi ở nhà mà không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Hả? Là Joker, tại sao hắn lại ở trong nhà mình? Thật là bực mình. Con yêu à, đây là một chàng trai tốt đó. Anh ấy không phải là người xấu đâu con à. Xin chào cháu. Chàng trai giả bộ giúp đỡ Misty lau dọn nhà cửa để lấy lòng tin của bà ấy, khiến Misty trở nên mù quáng. Anh yêu à, đến tay chút ăn hoa quả nè. Thật là bực mình. Thằng nhóc, cứ chờ đã đi. Trong lúc Misty và cậu bé đang ngồi ngoài nhà, Joker bắt đầu kế hoạch của bọn chúng đã bàn bạc với nhau từ trước. Hắn lấy ra từ trong túi áo một lọ thuốc độc và cho vào đồ ăn của hai mẹ con Misty. Tới lúc hành động rồi. Wow, thơm quá. Cảm ơn anh nhé, anh yêu.
Con không ăn đâu. Cậu mang thì mẹ ăn một mình đó. Wow, ngon quá. Ngon 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 ngon. Baby à, ngoan nào, mau ăn đùi gà đi. Không, chắc không ăn đâu. Không ăn. Không ăn mà. À, đau bụng quá. Ôi, cái bụng tôi. Mami, mami có sao không? Đau quá. À, mami. Ha ha ha, trúng kế của ta rồi. Mau vào đây, mau lên. Mày giỏi lắm, nhanh như vậy đã lừa được Misty rồi. Đi thôi. Wow, thật là nhiều tiền. Cần này sẽ giúp bọn mình sống cả đời. Ha ha ha. Lũ xấu xa nhìn chóng lấy hết tất cả những món đồ có giá trị trong nhà của Misty đi hết. Wow, vàng bạc, châu báu. 10 minutes later. Đi thôi, nhìn lên. Đúng rồi, chúng ta đi thôi. Mau chừa nhanh lên nào. Come on. Give me back my gold. Mau trả lại tiền và trang sức cho ta. Mau dừng lại hết cho ta. Không được chạy. Misty cố gắng hết sức để biến hình, nhưng thuốc độc đã khiến bà mất hết sức mạnh. Ôi, sức mạnh của mình mất hết rồi. Ha ha ha. Giờ thì làm gì được bọn ta chứ. Mau đi thôi nào. Không được bỏ chạy. Mau trả lại tiền cho tôi. Nhưng Misty không làm được gì, ngược lại còn bị chúng đánh cho một trận như đòn. Trả này. Ui da. Trả cho bà này. Hả? Mami, mami ơi. Mami. Lũ xấu xa, thật là quá đáng mà. À, không chịu đựng được nữa rồi. Cậu bé gầm lên một tiếng, bỗng chốc biến thành người xanh khỏe mạnh. Hả? Ôi không. Ai nhức đầu quá, âm thanh thật kinh khủng. Ôi không, thật đáng sợ. Hức, 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 hức. Hay do. No. Yeah, con đã đánh bại chú. Giỏi lắm con trai. Các em nhỏ đừng nên nghe lời người lạ. Và hãy mau ăn chóng lớn nha. Hãy khỏe mạnh như mình để bảo vệ bố mẹ nha. Một lão phù thủy già đang cặm cụi điều chế nội sức. Ta sắp thành công rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi. Oh no, hỏng rồi, lại thất bại rồi. Rất có đạo đức nghề nghiệp, phù thủy cầm một biển báo thuốc độc nguy hiểm rồi cưỡi lên cây chổi của mình và rời đi. Đói quá, đã 3 ngày rồi chưa có gì bỏ vào bụng. Mùi gì thế nhỉ? Ngửi thấy mùi hương từ nồi súp của phù thủy, hai kẻ ăn mày xô đẩy nhau để giành giật. Tránh ra đi. Hai kẻ ăn mày thấy nồi súp tỏa hương ngào ngạt thì không khỏi thèm thuồng mà rớt nước miếng tùm lum. Wow, mùi gì mà thơm quá. Ôi, nhìn thèm quá đi mất. Hey, tránh ra, đó là của tôi. Misty, dừng lại, nhìn kìa. Hả, nhìn bên kia kìa. Nồi súp này không ăn được đâu. Ai, không phải lừa ta, mau quýt đi. Các cô nữa, tránh ra. Tất cả nồi súp này sẽ là của ta hết. Wow, mùi thơm quyến rũ quá. Mặc kệ biển cảnh báo cũng như lời can ngăn của Tani và Blue, Misty vẫn múc một muỗng thật lớn, húp lấy húp để. Mình bị sao thế này? Đầu của tôi đau quá, cứu với. Hả? Misty, bà có bị làm sao không? Đầu của ta đau quá, ta đau đầu quá. Misty đau đớn hất văng cả mọi người. Nhưng thật vi diệu, sau đó Misty liền biến thành một phiên bản hoàn toàn khác, nâng cấp trở nên xinh đẹp hơn. Sao, thấy ta thế nào? Wow, nhìn thật là xem điệu, mình cũng muốn. Ôi trời ơi. Thấy Misty như thế, Tani cũng ham muốn được trở nên xinh đẹp. Cô ấy múc một muỗng lên rồi húp lấy húp để. Ngay sau đó thì cũng có những triệu chứng như Misty. Đau đầu, đau bụng, rồi ngay sau đó biến thành một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt vời, xung quanh lấp lánh kim cương. Nhìn tôi thế nào, được chứ? Hai người hạnh phúc cùng nhau nhảy múa trong niềm vui sướng hân hoan. Blue thấy vậy, cũng muốn mình đẹp hơn. Hắn bê cả nồi súp lên đổ hết vào bụng. Đừng, Blue! Blue, đừng uống cả như thế. Hả? Misty, tránh đường ra, đừng có cản tôi.
uống hết sạch cả nồi súp, lù ở một tiếng lớn, rồi người hắn đổi màu. Ai da, ơi khó chịu quá. Ôi mẹ ơi, khó chịu quá. Lưu không biến để đẹp hơn, mà hắn lại biến thành tên quái vật Oran. Quái vật, là quái vật. Để ngăn hắn đi làm hại mọi người, Misty và Tani đã biến thành hai siêu anh hùng ninja kiếm Nhật và Superman để hạ gục hắn. Hey, sống lên. Tani thể hiện kỹ năng dùng kiếm thân sâu của mình, chém lia lịa tên Oran, nhưng vẫn bị hắn bắt thóp rồi hất văng vào tường. Misty dùng sức khỏe của mình bê cái nồi bằng đồng nặng 100 cân ném vào người Oran, làm cho hắn tức giận. Hắn liền vươn tay ra đấm Misty bay luôn. Oran còn lấy Misty và Tani đập vào nhau như đồ chơi của hắn, rồi khoái chí cười lớn. Làm ơn hãy tha cho chúng tôi, đừng làm hại chúng tôi. Hey, mấy cái tên kia, hey, sao các người dám uống nồi súp đó? Phù thủy ơi, cứu chúng tôi với. Phù thủy, làm ơn hãy cứu chúng tôi, chúng tôi xin lỗi nhiều lắm. Thôi được rồi, để đó cho ta. Phù thủy giơ đũa phép thuật lên, khua một vòng rồi chĩa thẳng vào người Oran. Lập tức hắn liền biến trở lại thành Blue. Hả? Phù thủy? Blue, cậu bình thường lại rồi. Chúng tôi xin lỗi nhiều lắm. Cảm ơn phù thủy. Mọi người, đi thôi. Bum 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 b